bạn mình bỏ bạc vô tế bị bố bởi chứa bố rốt xong xài nè vì phía khá quật xong xài xa cà mà chôn khá quật xong xài tại khá quật quật xong xài nhưng dễ ổn á nhưng bảo vệ thật xong xài thì cho xong xài thả bụ quát bóng cát cả nạ bạc bè đồng chiệt nạ chăng đó tập quát cho lại bạc đi xét bà con mình bằng cách cái nạp bạc bệ đồng chiết mua lại đấy mình thì ở trong tham mình bằng cách cái nạp bạc bệ đồng chiết tới vụ khi xong sai đường bằng cách cái nạp bạc bệ đồng chiết này hay bà mình hiện lại mình này tập lắm tí pí còn bà pí thân đặt nòm khá à, mình bẹp bón nâng cái nạp bạc thamay khá đã nộp khá cho khá tiền đã nộp khá mình bẹp bọn mẹ nói bịa thật khá mình nó xó là mình cho khá tiền khá tiền ai kì xong sai mình lộ ấy chỉ yên nó ngói đại chỉ mê cũng định xong khăn mình chăng cho hạt ấy mình bị chạy máu thả chú mua ấy chỉ yên mình bẹp bọn nên cái nạp bạc bẹ đồ chiệt thì chẳng bạch bà bịa khá thử ấy bà khá mình bẹp bọn mình này đã miên khá bẹp bọn hai mình bẹp bọn nên cái nạp bạc khá à mình bẹp con nên cái nạp bạc khá cho cái nạp bạc khá tiền mình bẹp con nên cái nạp bạc lục u chẳng roan mình bẹp con nên cái nạp bạc ra bao lục giam bỏ nhở rất mình bẹp con nên cái nạp bạc xem xin hãy cho cái nạp bạc khá tiền hay cái nạp bạc khá tiền nó miên cái nạp bạc bê đồ chiền đồng chứ mình bị chạy cho bà mà chứ bạn thì trong kịch tha phụ quát đôi chi tùm nó trong một lòng bạc để sai còn bà tay nè thật xây nâng thật xây cho thật xây láng ai nên miền sản phẩm hiệp vô bài cục cron đâu chỉ xa ra hiệp tới với nhé